Hai nghệ, hai của người nghệ. Để xem những clip hai nghệ, bạn hãy subscribe đến YouTube, search hai nghệ trên Facebook rồi ấn like và follow. Chào anh chị ạ, anh chị đến phòng vấn tuyển dụng đúng không ạ? Dạ, mời anh chị ngồi đấy. Em nghĩ anh có được tuyển không ạ? Anh cứ phải thử mới biết được chi. Anh chỉ cần cầm cái bằng đại học rồi nói tên cha nhà anh ra, ráo người ta phải nệ. Cha anh mới bị cách chức đột xuất, có lẽ như anh có việc rồi. Mình cả nắm đi mất công đi tìm việc. Để đăng cha anh nó mất xếp đi mấy năm nữa, có phải là em được nhờ không ạ? Hay là cha anh có bồ nhí? Em còn nói rơ rơ rồi, toàn đổ oán những người có tội. Anh á, anh cẩn thận á. Anh mà lén phén với con vô là em cắt đi nghe chưa? Phén chứ mà phén. Em cái mồm cứ đòi cắt anh chứ. Anh, có phải thằng Việt hồi đại học với ta đó không ấy? Trời ơi, hắn mà đi xin việc ở đây á, nghỉ chi đất rồi. Thằng Việt ngày thế cũng đi đại học như đòi đi xin việc nhưng mà có cửa. Công ty thì to đùng đi mà nhận thì có lẻ trời sập. Ô Uyên Đức. Ba nào, ba để đây mình đi rồi nhưng xin việc á. Để học thì nó đồ, đi nước ngoài làm việc mấy năm không được chi à, thì về đây xin việc rồi bạn. Thời buổi ní á, có cái bằng đại học á, có ô du á, thì đừng có mong được nhân nhá. Anh nghĩ không cần được đâu. Hả? Cái gì? Anh ơi, em có nghe nhầm không anh? Trời ơi, chuyện có tích à? Bà này, bán một cửa không? Ô, không cây nè. Đúng là mình không có ô du, không có bố năm to, và mình không có bằng đại học. Nhưng mình dám bước đi trên đôi chân của chính mình, mà không dựa dẫm vào ai cả. Mình chọn du học để theo đuổi ước mơ, và mình tự hào về điều đó. Thôi, mình vào chuẩn bị trước, các bạn vào sau. Viết, giờ khi tốt nghiệp xong, bạn đi được một đâu? À, mình đi Hàn Quốc du học quốc tế BMT.